Hello bạn, chào mừng bạn đến với Tâm Tre Sống Mũi. Hôm nay gia đình mình đang chuẩn bị về quê Bến Tre để thăm mấy người bà con dưới quê á. Thì đây mấy gia đình của mình chuẩn bị đi chút xíu nữa là chắc có lẽ là tụi mình sẽ ghé Bến Tre, xong rồi ăn uống này nọ, chơi chút xíu rồi mới đi về, có thể ghé điện thành phố để trải nghiệm chút xíu, xong rồi mới tiếp tục đi lên Bến. Cảm ơn. Có thể chiều tối tụi mình nếu có thời gian tụi mình sẽ trở qua Bến Tre đi chơi đêm này nọ ha. Này ai đó? Ai vậy? Quen không? Tính nó là giá cơ cũng 8-10 mình lựa cái món mà bự nhất. Cũng phải thêm mấy miếng thịt nữa nha, hay là trứng gì thêm nữa nha, chứ không phải nhiêu đó thôi nha. Bữa nay có phần cấp đội cho cái thăm hả? Có một cái là thịt cái lớn nhất á, cậu thấy mình nhưng mà nghĩ trong phần phải thêm á, chứ ít quá mình ăn trong vòng nghỉ mấy phút. Nhưng mà nó có giới hạn mấy người không? Cái phần đó nó có giới hạn mấy người ha? Không có, nó không có, mình nghĩ mình tự mình kêu quá à, chứ mình thi với nhau mà. Rồi mình treo giải thưởng đàng hoàng chứ, ăn nhanh nhất thì mới được mà cũng có. Cái tính kiếm như mâm khổng lồ quá nên mình chắc hàng đều chết. Đó là quá trời la làng, xong lên mặc đồ con gái. Ủa hay nào sao quá trời luôn, bó lộn luôn. Nó con bước lên một chân con nào. Trời ơi khóc ra làng quá trời luôn. Hồi nhỏ mới 2 năm về trước mà hồi nhỏ. Sao không kể cái vụ mà hồi đó lúc mà con Quyên mình đi Cần Giờ chị Năm mò kể cái vụ đó đi. À, Cần Giờ tự nhiên em với Quyên tắm biển mà hai đứa ngồi gần cái lên, xong cái hai tay nó mò ra vậy nè, cái đụng cái bàn chân nó rồi là hết rồi mà nha, giúp ta lại xong cái bắt đầu mò lại từ tiếp rồi coi được mấy ngón nữa, xong mới nằm hết bà cổ hai đứa lên. Vậy mà nó nói em nói chị mò em sợ em biết cái hậu quy nó thì ba còn rảnh ba còn biết có đúng nằm ngó không ạ. Em mò nó tự cái ngón chân mình chưa xong nghe mình nó làm muốn thử luôn á, đụng tiền sẽ chết này nó hỏi gì vậy Năm, nó đụng cái chân em chừng em nước này mà xuống tắm lên là đóng râu. Đúng rồi, tính nói luôn, nước xong rồi đó không còn xanh đi. Rồi mình ai tham gia thì phải bỏ thêm 10.000, có 10.000 không? Nè, thử ra vô 10.000 nè, thắng nhớ bao nè. Đi chơi không? Vô qua đây chơi luôn. Qua chơi. Rồi. Bốn ba nha các bạn. Ừ rồi. Vậy là cái 10.000 là giá 2 nha. Thôi cho đại 50 đi. Rồi mấy đứa kia thiếu là mình 10.000. Rồi. Đi đi. Cố lên nha, anh em trông đợi cho. Đó, đứng lại xin mua. Ủng hộ tụi mình nha. Emotional support. Trời ơi, hai cái trứng luôn hả? Ừ. Sao lấy trứng không? Chơi mà sợ lỗ tiền. Anh lỗi thù em. 5 người luôn mà. Người ta có kêu lấy mấy đứa mà ăn hết canh hay ăn hết nước mắm luôn rồi ta. Thôi rồi, ăn hết mắm. Hết canh đi lên. Nhắn giờ chưa Hoàng? Dạ. Đúng rồi, ăn sau trong vòng 20 phút thôi nha. Mà mắc nghẹn là không có lấy giải nha. Ăn trước mà mắc nghẹn cũng là bị lỗi nha. Bắt đầu Hoàng. 1 2 3 ơi cho hồi bắt đầu. Ăn cũng phải uống canh nữa nha, chứ không phải là bỏ canh lại nha. Sao rồi Giác, thấy thế nào rồi Giác? Thấy làm nổi không Giác? Hỏi sao chậm lại. Ồ chết màu. Sao anh bạn nói sao? Đi ra là một bạn bay á. Thôi ta ăn từ ta để vài mét. Để trong lúc thôi mấy người này ăn qua đây coi mấy người này cái nha. Sao mấy bạn này ăn thấy thế nào, mình sắp cái dĩa nhỏ vậy? Bạn muốn mình review hả? Ờ, bạn review đi. Review chân thật coi. Vô đại mượn ly của ai này cũng với má Năm coi.
Rồi vô một cái coi, không biết có ai nó uống đại coi. Có măng cũng được. Sao Nhi? Nhi thấy thế nào? Ngon hả? Sao má? Thấy cũng lắm sao? Ăn được. Ủa ăn với chả chứ đứng rồi hả? Ừ. Ờ gì ăn kì vậy? À, rồi bên chị Ba sao? Chị Ba thấy gì chưa? Chưa ăn nữa. Trời ơi. Ủa sao bên đây cái anh này ăn gì kỳ vậy? Có cần kêu trà đá để cho xuống cơm không? Hay là hay là kêu thêm cơm để ăn cho nó xuống xuống thịt cho nó dễ. Thì tại vì còn thịt không nó ngán á. À đâu con ăn được. Mình gặp bạn ăn sao rồi? Thấy được không? Đồ ăn thấy cơm này ngon. Vì sao ba giác làm gì thấy chậm vậy ta? Vậy là thua đó phải không? Ồ, hay nha. Nhưng mà còn chén canh nữa à nha, còn chén canh chưa hết á. Ăn cái này đâu có no đâu, chứ ăn không dám được. Đi qua đây ủng hộ mấy anh cái coi. Không biết nữa. Chắc chạy đang hỏi ăn sao. Thịt dai không chứ? Thịt có bị dai không? Đang ăn mà cũng dính. người ta làm cho chậm lại mà rồi có một người thắng rồi nha. Ồ chưa canh, quên nữa. Lẹ lên, lại cố lên Jack, cố lên. Lại thấy có tương lai đó. Ủng hộ anh em mình đi. Có hai người. Uống luôn mà thắng bưng chén uống luôn chứ sao mà vậy sao được. Làm vậy mới nhanh lên. Ủa vậy mỗi người 25 đô hả cậu? Đâu, người chịu được giải nhất rồi. Con đứng làm động tài thấy hai cái phần này, hai người này đầu tiên nè. Thấy cái này xương. Không phải rau. Không ăn được rau thì chịu. Không ăn được rau, con ăn không chơi, quay cho tụi ăn đi. Không, bây giờ mình phải coi cho nghe. Chấm điểm coi thấy ai. Bạn đó thắng rồi phải không? Bạn đó thắng rồi. Nhưng mà vậy nè, cậu tâm để mang tính chất công bằng. Để mang tính chất công bằng á. Là tiền về nhà. Là dẫn cho người về nhà đi. Dẫn cho người về nhà thắng đi. Còn tiền ngon. Đúng rồi bà, về nhà nè, lấy tiền Việt mà. Ờ. Cái gì hả? Ờ. Em tưởng đâu là không. Tao lấy hết được rồi. Tao phụ mua là lấy hết. Tâm chị kia dễ chán rồi. Không ăn được rau sống nó bỏ rau ra. Bỏ rau ra một người phản đối. Mà hình như nãy thấy anh Ba Tiến là bỏ mớ cơm qua cho bạn Quốc Tăng nữa. Vậy là Dũng Ba có bị phạt rồi. Cho nên hả? Tao đâu có chơi đâu mà. Vậy là mình công bố kết quả đi chứ. nghe mấy anh khen về cái cơm tấm này cho nên là thử cái mà cơm này rất là tấm luôn. Đúng là tấm luôn nè mày. Cái dĩa của mình, cái dĩa này mình không có tham gia cho nên cái dĩa nó hơi nhỏ mà. Anh kia mấy. Canh này ngon nha, canh rong biển à. Đúng là rong biển, cái rong biển mà hình như là giống cái rong biển mình ở dưới quê mình nấu canh phải không? Rất ngon. Để mình thử nghe chị này, khen quá trời này. Mà giác nãy ăn này ủa sao có lá cây kỳ vậy?
biển mà nó lá cây nữa. Ngon, nó này ngon lắm. Ngày mà ở nhà mình nấu ăn cũng ngon, cũng nói ngon. Nói một nó lên tên để em nói giúp tên ai. Chị review đi, chị nói trả rồi. Nó hết rồi, lấy đầu nói. Chị em cũng nói về dở lên. Đúng không, cậu cậu. Hỏi để em đi coi. Bác biểu trả đi không? Trả này nha. Thấy cái này cũng được, nó chả nó hơi nhỏ nha, nó ra bự bự chút nữa nó ngon. Nhưng mà miếng thịt nó to, miếng sườn nó to. Dạ, miếng sườn là đây. Biết, cái, mình cảm thấy cái gì cũng được, mà có cái điểm trừ biết cái gì không? Cái điểm trừ đó, có với mình là cái này là phải thêm mấy cái tóc mỡ á, có mấy cục tóc mỡ. Cái sườn nó nêm vừa ăn theo cái khẩu vị của mình luôn. Nêm nữa. Không có, bình thường cái loại mà sườn cốt lết này là nướng rất là dễ bị khô, em không khó đâu mà. Thêm được miếng mỡ rồi không? Nãy quên gọi cái ba rọi nướng ăn thử ha. À, phải có cái đó cũng được ha. À, có cái thú vị nữa nè. Cái bì á, thường thường mình thấy bì là có qua da, mà đây nó có thịt luôn nha. Có thịt luôn. Đó là đầu tiên mình mới biết cái này nha, mình cứ tưởng là lúc nào cũng chơi hóc, thì ra là có hóc có nướng. Hóc đâu qua mặt cái nướng. Dạ. Để cho bà con biết giá, biết luôn nè, các anh này, anh này đã đủ vô cái quán này luôn các bạn. Có gì nó đùa chơi không phải. Anh giác cảm giác thế nào thì là được lấy thưởng 50 ngàn à? Ăn không có no. Kêu thêm dễ nữa là hiền thôi tao. Thôi dễ thôi. Ngon Nhi. Nhi thấy nếu là chấm điểm từ 1 tới 10 chấm điểm mấy điểm cái món này cái món này Nhi ăn ngày nay. Tay nó dài. 6.5. 6.5 hả?